Ok, thì trong video này mình sẽ chia sẻ cái số code của cái project quản lý tòa nhà văn phòng mà kỳ vừa rồi bọn mình vừa học môn lập trình web do thầy Đức phụ trách. Thì mình làm video này với mục đích là muốn giúp đỡ những cái anh em khóa sau mà muốn tham khảo cái số code của một cái project thật lớn. Đấy, thì để tiết kiệm được cái thời gian, công sức, mình có thể tham khảo để kiểu nhanh chóng và triển khai được cái project của mình để mình còn làm những cái công việc khác. Đấy, thế thì mình sẽ mở qua cái yêu cầu của thầy Đức để anh em có thể theo dõi được. Thì thầy Đức thì thầy sẽ bắt anh em triển khai một cái thầy dạy là dạy Java web mà, cho nên là ở back end ấy, thì anh em bắt buộc phải sử dụng là Java ấy, Java Spring. Thế thì đầu tiên là yêu cầu về cơ hệ quản trị cơ sở dữ liệu ấy, thì bắt buộc phải là MySQL này. Anh em có thể xây dựng theo kiểu như là back end, front end tách ra thành hai project riêng như thế này, hoặc là sử dụng Spring MVC mà kiểu như là một project thôi ấy, và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên rồi xử lý các thứ rồi cho vào JSP rồi trả thẳng về cho phía client ấy, về phía phía browser ấy, cũng được. Nhưng mà làm như vậy sẽ được đánh giá thấp hơn những cái nhóm mà sử dụng hai project dùng giao tiếp với nhau bằng REST API. Đấy, thế thì ở nhóm mình thì mình sử dụng là back end là Spring REST API. Đấy, và ở phía client thì front end ấy, thì bọn mình sử dụng một cái front end framework khác. Đấy. Và các bạn cũng có thể sử dụng ở client ấy, bạn cũng có thể sử dụng Spring MVC nhá, để gọi API từ phía back end cũng được. Đấy, nhưng mà điểm nó điểm thì cũng như thế rồi anh em ạ. Đấy. Nhóm mình thì sử dụng một front end framework khác, nó chính là React.js. Đấy. Còn back end thì bắt buộc phải dùng Spring REST API rồi. Thế thì ở cái project của nhóm mình ý, là project thứ tư, thầy chọn ngẫu nhiên, anh em không được quyền chọn đâu. Đấy, thì đấy thì mọi nhóm bọn mình thầy chọn cho project là xây dựng một hệ thống quản lý một cái tòa nhà văn phòng ấy, tức là mình sẽ quản lý tòa nhà văn phòng, những cái công ty thuê trong văn phòng, thuê văn phòng trong cái tòa nhà của mình, những cái nhân viên trong những từng cái công ty đấy. Cái này hơi thừa nhưng mà hơi phạm vi, nhưng mà thôi thầy bắt thì mình cũng làm thôi. Quản lý những cái dịch vụ trong cái tòa nhà, đúng không? Và quản lý những cái nhân viên của tòa nhà của mình. Đấy. Yêu cầu nâng cao thì đây anh em đọc, anh em có thể đọc nhé. Nhóm mình cũng hoàn thành hết những yêu cầu nâng cao và cơ bản rồi. Đây, cơ hội của cơ bản thì thực ra cũng chỉ là thêm bớt sửa xóa những cái bảng trong hệ thống thôi. Một số bảng thì nó liên quan đến những cái bảng khác thì đấy. Anh em ví dụ một cái bảng bảng ví dụ của công ty đi mà nó lại sổ ra những cái nhân viên trong công ty đấy chẳng hạn đấy, thì nó lại phải liên quan với nhau đấy, thì nó mới hơn một tí thôi đấy, cũng chả sao cả. Còn yêu cầu nâng cao đây, đây là yêu cầu nâng cao thống kê các thứ rồi. Thế thì đây mình thử show qua cái web đây, thì đây cái landing page này, cái landing page, và đây là cái những cái mục hạng mục quản lý đây, thì anh em có thể xem qua đây. Thêm cũng chỉ là thêm mức sửa xóa đây anh em ạ, không gì đâu, tìm kiếm thêm mức sửa xóa đấy, ví dụ như thế. Xong rồi em có thể thêm công ty mới hoặc là sửa xóa công ty. View employee là mình xem những cái nhân viên trong cái công ty đó, xem hạn. Nó đang lag này, đợi tí. Đấy, ví dụ mình xem công ty, ví dụ như công ty Misa có những cái nhân viên như thế này chẳng hạn, đúng không? Mình lại có thể thêm bớt sửa xóa những cái nhân viên trong công ty đó, tìm kiếm cũng được, thêm nhân viên cũng được đó. Đây, đấy là công ty. Mặt bằng thì sẽ có những cái tầng trong cái tòa nhà đấy, đúng không? Giá tiền mét vuông mỗi tầng, diện tích các tầng, thêm sửa xóa tầng, đúng không? Và danh sách mặt bằng này mình có thể xem danh sách mặt bằng của tầng 1, hai hạn, mình xem tầng 2 nhé, có những mặt bằng gì đã được thuê này. Ví dụ tầng 2 sẽ có hai công ty đã thuê là VMT và Misa, đúng không? Mỗi công ty thuê, ví dụ VMT thì thuê 200 mét vuông, bắt đầu thuê, kết thúc thuê. Đấy, mình có thể gia hạn
thêm nếu mà nó chuẩn bị hết hạn thì mình có thể gia hạn thêm đấy, hoặc là mình sẽ đăng ký mặt bằng tại tầng 2 đúng không? Đấy, ví dụ mình sẽ đăng ký tại tầng 2, mình muốn đăng ký mặt bằng cho công ty Viettel chẳng hạn, mình sẽ đăng ký cho nó này. Đây thì diện tích mặt bằng còn lại của cái tầng 2 là 100 đúng không? Nó sẽ hiện ra ở đây. Ngày bắt đầu thì mình chọn ngày hôm nay đi. Ngày kết thúc thì là năm sau đi. 81 năm sau chẳng hạn đúng không? Diện tích thuê sử mình vượt quá 150, 100 nhá thì sẽ báo lỗi. À, tên khu vực thuê thì nó là 100 đi, như thế mình vừa đấy thì nó sẽ validate được là nó lại cái 150 lại vượt quá 100 này. Không được, mình không được thuê quá diện tích còn lại đúng không? 90 đấy, ví dụ thế. Rồi, đấy thì mình sẽ thành công mặt bằng cho công ty này chẳng hạn. Quản lý mặt bằng rồi thì đến quản lý dịch vụ đúng không? Đăng ký dịch vụ cho những cái công ty, ví dụ như công ty Visa chẳng hạn đúng không? Sẽ có những cái dịch vụ gì trước đấy rồi. Đấy thì đây là yêu cầu nâng cao em tự đọc nhé. Thì tức là công ty thì nó phải có những cái dịch vụ bắt buộc đấy, khi mà đăng ký ấy, thì mình sẽ không thể hủy dịch vụ đấy, dịch vụ bắt buộc mà khi mà vào phát là phải có hai dịch vụ này đấy. Đấy, và cái giá tiền này nó sẽ thay đổi theo cái hạng mục nâng cao, thì anh em có thể đọc qua nhé. Mình có thể đăng ký thêm dịch vụ này, ví dụ những cái dịch vụ đăng ký rồi thì sẽ disable không cho đấy này. Ví dụ gym ấy, đăng ký này. Này bắt đầu như này đi mô tả điền bừa vào đăng ký này. Đấy, mình đăng ký thành công dịch vụ gym rồi. Và cái này thì không bắt buộc cho nên là mình có thể hủy được đúng không? Đó. Tiền tháng này các thứ này, tiền của cái tháng này sẽ là tổng tiền tháng này nó trả là bao nhiêu tính đến ngày hôm nay đúng không? Dịch vụ cùng dịch vụ là dịch vụ những dịch vụ gì đúng không? À, mặt bằng thuê là những mặt bằng thuê nào? Ok. Đấy. À, thống kê này. Đấy, thống kê theo từng tháng một này. Đấy, chi tiết của cái tháng này dùng những cái gì, dùng dịch vụ gì. Đấy. Dùng mặt bằng thuê những mặt bằng nào, tiền mặt bằng bao nhiêu. Ok. À, thống kê lương nhân viên này, đấy, theo tháng, từng tháng một. À, quản lý tòa nhà, đây là quản lý tòa nhà, muốn quản lý tòa nhà thì thêm mức sửa xóa thành viên trong tòa nhà, đúng không? Đây là nhân viên trong tòa nhà, còn vừa nãy là nhân viên đấy. Ok, thì nói sơ qua vậy, họ đăng xuất đăng nhập thì cũng có, đoạn này nó hơi đây. Đấy. Thì đấy đang xuất đăng nhập các thứ đây. Ok, vậy thì mình sẽ share cái để những cái link cần thiết ở dưới phần description. Anh em có câu hỏi gì có thể để lại ở dưới phần bình luận. Cảm ơn anh em nhé.